Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các ông cựu chủ tịch nước già thì đã xỉu, chỉ còn ông cựu thủ tướng vẫn cứng. Người ta nói nhìn sâu sau là biết sức khỏe chính trị của người bảo kê, bởi những doanh nghiệp được bảo kê được thế lực chính trị chống đỡ. Nếu thế lực yếu đi thì doanh nghiệp làm sao chịu nổi với những công kích của thế lực chính trị khác. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, tập đoàn Tân Tạo của cha em bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Đặng Thành Tâm. Tập đoàn Tân Tạo được hình thành từ rất sớm, gắn với những tên tuổi lẫy lừng miền Nam một thời như ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết, cả hai đều là cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thời ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước từ năm 1996 cho đến năm 2000. Trong một nhiệm kỳ của ông ở ghế quyền lực nhất của thành phố lớn nhất đất nước, tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến rất mạnh, gần như không ai địch nổi. Tiếp theo là thời của Nguyễn Minh Chiết kế nhiệm ông Trương Tấn Sang, tập đoàn Tân Tạo cũng phát triển rực rỡ. Ông Nguyễn Minh Chiết làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được một nhiệm kỳ rồi ra trung ương. Như vậy, trong hai nhiệm kỳ ứng với hai đời bí thư, chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm đã đưa Tân Tạo lên đỉnh là doanh nghiệp lớn và hàng nhất nhì Sài Gòn lúc đó. Thời ông Lê Thanh Hải lên thay ông Nguyễn Minh Chiết nắm chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì Tân Tạo không còn mạnh vô đối như xưa mà có phần giảm sút đi. Sài Gòn lúc này là sân sau của gia tộc Lê Trương đỡ đầu, đó là tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm mưa làm gió khi đó. Cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Chiết ra trung ương, nhưng hai ông này không thể nắm được chức vụ quyền lực trong tứ trụ mà là nắm chức vụ hữu danh vô thực. Đó là chức chủ tịch nước. Tuy Tân Tạo 10 năm sau, thời hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Chiết làm bí thư không còn quá hùng mạnh, nhưng thế lực thì vẫn mạnh lắm vì dựa vào uy của ông chủ tịch nước. Ông Nguyễn Minh Chiết và Trương Tấn Sang cũng mất hết đến 10 năm để giữ chiếc ghế chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Ông Nguyễn Minh Chiết thì không phải là người của ông Nguyễn Tấn Dũng quan tâm, vì nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên với Trương Tấn Sang thì khác. Ông Nguyễn Tấn Dũng không ưa ông Trương Tấn Sang vì ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng là một cặp bắt tay chống ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Đó là lý do Nguyễn Tấn Dũng quyết ngăn chặn con đường làm ăn của bà Đặng Thị Hoàng Yến ở dự án nhiệt điện Kiên Lương. Việc bà Đặng Thị Hoàng Yến bị ông Nguyễn Tấn Dũng đì sát ván trong khi đó, hai người chống lưng bà không làm gì được, mặc dù là lúc ông Nguyễn Minh Chiết và cả ông Trương Tấn Sang còn tại vị chủ tịch nước. Điều đó cho thấy độ cứng của hai ông chủ tịch không bằng độ cứng của ông thủ tướng. Bất lực trước chiêu trò của Nguyễn Tấn Dũng, bà Yến phải chạy sang Mỹ để lánh nạn và bỏ để sử dụng truyền thông từ bên ngoài phối hợp với cánh truyền thông bên trong của ông Sang tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Đến năm 2016, cuộc chiến giữa ông Sang và ông Ba Dũng còn gọi là cuộc chiến ba tư chấm dứt khi cả hai ông phải về hưu. Quyền lực chính trị sau đó thuộc hết về tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đánh giá là cứng cựa nhất so với các lãnh đạo đã về hưu. Từ năm 2016, khi mà cả hai ông cựu chủ tịch nước đã về hưu thì xem như độ cứng cũng hết. Cả hai đều xìu, chẳng thể nào đỡ được tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến và không biết có thể bám vào đâu nữa. Ở phía sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu cũng còn rất cứng, ông xây dựng sự nghiệp cho Nguyễn Thành Nghị và cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết của ông. Nhiều người đánh giá trong các quan chức về hưu thì Nguyễn Tấn Dũng là cứng cựa nhất. Với thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh qua sự bắt tay với đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì xem như thế lực của ông Thủ tướng về hưu vốn đã cứng, nay còn cứng hơn. Dựa vào hai ông cựu chủ tịch nước đã xìu lâu ngày, tập đoàn Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến đang đi vào giai đoạn cuối của nó. Hai ông cựu chủ tịch nước thì cố gắng mấy cũng không làm được gì để giúp bà Đặng Thị Hoàng Yến hồi phục lại Tân Tạo. Hết thời rồi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Hồng Lan tiếp tục quần tơi tả ông Chính, ông Thủ khá mệt với bà quyền bộ trưởng.
Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã rất khôn khéo khi la toáng lên những sai phạm thời ông Nguyễn Thành Long đã để lại. Bà muốn xác quyết rằng những sai phạm đó không phải là sản phẩm của bà. Ông Thủ tướng có quyền hơn, vì thế ông Thủ tướng chỉ đạo liên ngành sẽ hiệu quả hơn, bởi vì những vấn đề mà Nguyễn Thành Long để lại quá lớn, cần phải có chỉ đạo liên ngành may ra mới giải quyết được. Vì nếu để bà Nguyễn quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan mà một mình ôm hết khó khăn, không chia sẻ cho ai, thì rất có thể bà cũng sẽ là bộ trưởng có số phận không khác mấy người tiền nhiệm trước đó. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam hiện nay, bà Đào Hồng Lan. Ở lần trước, bà Đào Hồng Lan cho báo chí la toáng về vấn đề bác sĩ bị tấn công và vấn đề giao mổ rạch ba nhát không đứt ra. Vấn đề về giá cả của việc đấu thầu thuốc không nên chọn giá rẻ nhất mà chọn giá phù hợp nhất. Vì thế, hệ thống bệnh viện công ở Việt Nam hiện nay đang khủng hoảng hết sức nghiêm trọng. Hiện tại, sai phạm của người tiền nhiệm để lại quá nhiều. Tuy nhiên, bà Đào Hồng Lan xem ra không ngần ngại quần cho ông Thủ tướng mệt mỏi. Phải thay bà giải quyết vấn đề này đến vấn đề khác. Bà Đào Hồng Lan là quan chức nắm Bộ Y tế nhưng không có chuyên môn ngành y, cũng là một thuận tiện và cũng là khó khăn. Khó khăn thì đã rõ, bà Lan không rành những vấn đề của ngành nên khó chỉ đạo, mà cũng bởi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử bà lên Quốc hội thay cho chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì ông phải có trách nhiệm trước Đảng là bà có thể quản lý ngành dược. Và dường như bà Lan đã nắm được điểm yếu này nên bắt ông Thủ tướng giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác thay bà trong giai đoạn đầu nắm bộ. Ít nhất là phải xử lý hết đống tàn tích của Nguyễn Thành Long đã để lại trước đó. Vào ngày 26 tháng 8, báo chí lại lên tiếng về việc bác sĩ phải dùng chỉ rẻ tiền để khâu các vết mổ. Đây là bài báo được xem là bà Lan muốn đánh bồi vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà muốn ông giáo giết thực hiện ngay và luôn những vấn đề này. Ông Thủ tướng mà càng chậm chạp giải quyết thì rất có thể sẽ có những bài tiếp theo để thúc giục. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Được biết vào ngày 21 tháng 8, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có động thái cứu lấy vấn đề khó khăn của Bộ Y tế. Ông Thủ tướng nói rằng các bộ ngành cần chung tay gỡ vướng mắc đấu thầu thuốc. Việc làm này của ông Phạm Minh Chính xem như ông đã chỉ đạo liên ngành nhằm gỡ bớt khó khăn cho bà Đào Hồng Lan. Đến trưa ngày 21 tháng 8, sau nhiều giờ lắng nghe bác sĩ, đại diện Bộ Y tế và các ngành chia sẻ những vướng mắc khó khăn trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế, tình trạng thiếu thuốc, bác sĩ nghỉ việc, v.v. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá ngành y còn những hạn chế đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong đó, hệ thống thể chế, chính sách và lĩnh vực y tế còn bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng, rườm rà và thủ tục hành chính chưa bao giờ được biết hết những khía cạnh như trong việc mua sắm, đấu thầu, trang thiết bị, Bộ Y tế, đầu tư, v.v. Tóm lại, còn rất nhiều bê bối trong ngành này chưa được giải quyết. Bình thường nói mãi không ai nhận ra, nhưng thực tiễn đã làm bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cản trở ngành y tế. Nhưng đây là cơ hội để chúng ta sửa đổi. Ông Thủ tướng đã nói và yêu cầu các bộ ngành quyết liệt đưa ra các biện pháp xử lý về dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Cần xác định việc nào quan trọng thì làm trước, không dàn trải. Đây là hình ảnh bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho báo chí quần ông Thủ tướng liên tục. Đó là những bước đi của ông Phạm Minh Chính với ngành y tế. Tuy nhiên, việc ông Thủ tướng bị bà quyền Bộ trưởng quần tiếp là điều ai cũng có thể thấy được. Cái hay của bà Đào Hồng Lan là bà nắm hết những vướng mắc của ngành rồi bà ném cho ông Thủ tướng. Ông Thủ tướng mới vừa phải giải quyết xong, bà lại ném tiếp vướng mắc khác. Xem ra, ông Thủ tướng sẽ phải mệt với bà quyền Bộ trưởng lắm chiều này.